thứ sáu tuần chín thường niên. Sao họ có thể bảo Đức Kitô là con vua David? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: Sao các luật sĩ lại nói đấng cứu thế là con vua David? Vì chính David được Chúa Thánh Thần soi sáng đã nói: Thiên Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng: Con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt các kẻ thù con làm bệ dưới chân con. Chính David gọi người là Chúa, thì sao người lại có thể là con David được? Và đám dân chúng thích thú nghe người nói. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Con vua trời làm người sống với chúng ta. Sao họ có thể bảo Đức Kitô là con vua David? Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết tình yêu lớn lao của Thiên Chúa Cha, tình yêu vâng phục của ngôi Chúa Con và tình yêu đổi mới địa cầu của Chúa Thánh Thần. Cha đã yêu mến thế gian đến nỗi trao ban con một mình. Con đã vâng phục cha để làm người và tỏ bày tình cha cho nhân loại. Thánh Thần của cha luôn là nội lực cho Chúa Con để tái sinh một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho người trần gian. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác nhận hai bản tính: Con người thật và Thiên Chúa thật của người. Con người thật, người có gia phả, có họ tộc giống dòng con người, là dòng dõi vua David. Thiên Chúa thật, vì người con Đức Chúa Trời, con vua trời, con Thiên Chúa được mặc lấy thân phận con người để cứu con người khỏi chết đời đời. Con của vua trời xuống làm người trong dòng dõi của con người, nhưng thực hiện ý định của vua trời, chứ không phải kế vị, kế thừa và thực hiện kế hoạch của vua David. Chúng ta vui mừng hạnh phúc vì Đức Giêsu Kitô mà chúng ta yêu mến tôn thờ là con Thiên Chúa làm người gần gũi, thân thương với chúng ta. Người là Thiên Chúa, cũng là thầy dạy lời chân lý và còn là bạn hữu chí thiết, cùng đồng hành với những người nghèo khổ, đau thương, bi đát trên trần gian này. Hạnh phúc nào hơn khi chúng ta có người vừa là bạn đồng hành, bạn sẻ chia, vừa là người cứu mạng, người ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trong nước Chúa. Ước gì các gia đình yêu mến, gần gũi, nhỏ to tâm sự với Chúa Giêsu với niềm tin tuyệt đối người là Thiên Chúa làm người, ở với chúng ta và cho chúng ta ở với Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho các gia đình an vui hạnh phúc nhờ sống lời Chúa và sức sống thánh thể Chúa Giêsu. Amen. Lạy Chúa, chúng con tôn vinh lòng thương xót của Chúa đã tỏ bày nơi hy tế thập giá Chúa Giêsu, nơi trái tim máu cùng nước tôn trào nguồn suối cứu độ. Xin cho các gia đình tín thác vào Chúa Giêsu, thực hành lời người dạy, đón nhận tất cả vui buồn, sướng khổ đều là hồng ân bởi lòng Chúa thương xót, luôn bình an yêu thương nhau trong niềm hy vọng được cứu khỏi mọi sự dữ, khỏi sự chết muôn đời
và được hạnh phúc trong nước Chúa. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.